chồng có tim không nhừ. Đại đua thượng úy Danh Hải, đồn biên phòng Phú Mỹ, bộ đội biên phòng Kiên Giang. Tư sĩ dò biết khi đón tàu pháp luật đó về sảnh hai nình chờ đã được kiện. Tư bỏ tàu cho đà dò thia nướng mua đó về sảnh đã được kiện Giang Thành. Si lì nò chỉ cho tròn ra trả cho kế tàn chề đón tàu pháp luật thia cho ngài cho kế xó xia ca xia tôi đó về sảnh in hú dịn tàu. Mô tà lù nênh tiền tạm hú nò xa đợi luôn tròn trống mê thia vi Danh Hải. Cứ ly cho hải sớm thoái bóng công vẻng xa mất rõ xa bóng con nông lô ca chia rô. Họ thượng úy Danh Hải, đồn biên phòng Phú Mỹ, bộ đội biên phòng Kiên Giang, bề sảnh tạ no họ hồ nữ cho lũng bề dò, mê thia vi hải, tia dò cứ ly cho hải. Dù tạ có họ ít lũ chế nành trùa, trò niệm tí, tuần đàn thủ chờ uốn nò chia Giang Thành sẽ Kiên Giang của nò, thọ mê chế hải nhon rãi rõ đê lo, tú thà tế tanh muôn tàu kế lũ, nhon rãi rõ chẳng lũ tụa chế. Sợ lũ thống phộng hấu lũ xia tư lo lo rò sợ tụa chế bao lì chả dò cái khứ cái tọa nhị hó bê sảnh luôn thần đủ chịa chề cho dạ chỉ bao xí bao vị trí mua nhia mù cản tớ chỉ bao chạy ùa trò plùa dài cho dạ li no tư ùa trò hại chỉ dò cản tớ mù trò cho cái khứ cái bò xuống trò lò dù tích chờ bắt rồi cái tàu chề bắt rồi bê sảnh bao tàu. Cả cộng thị khỏi y đủ chìa ca xia thia xó xá. Tổng đọc lọc hiểu ô hậu lường đã đồn biên phòng Phú Mỹ nhớ bộ đội biên phòng sánh Kiên Giang. Nó nói là y tù bó thơ là ô hậu lường đã dù dê rò hải dòng xe vị to lo nhớ dê đòi dù cho nành sự tê lưu va lê lâu dâu theo tê lìa kế kiện tịa xì yếu ua lì chả có đế cho kế lưu buộc tàu cho kế tu lo tró mua công móng tró bê sảnh plùa chia thú nụ chia tư dù nữ lo lì nò dừng cho trí dị lo cả hoa chế cả cộng thò cho dạ lo đầu hải chùn chia ngày tề rồi cho hậu lự nọ chứ mua giá tản tao trí dị dạ ua ta ở gọn gà cho đông ta pháp luật cho mô hình biết khía cho bê sệnh cho xíu ua trả lý đề án biết khía ua đá đông ta pháp luật cho nọ chứ tu trò thiết bê sệnh đạn đồ chia. Hậu lự hải ua tàu đơn vị nọ chứ tiếp bê sảnh của cộng phận thị con tú cháu biên phòng ca xia ua nọ ua hầu dị dê. Lũ nành hóa bê sảnh dị ca lùn đo mê nhộ lo mù cạn tháng. Hải tức chùn chia ua tại dù cho kế ta họ ít thù nọ chứ biên phòng họ cho kế ngà đông táo pháp luật chứ dị kế tàu kế ta họ ua nọ ua hầu tua trò bê sảnh hải tức cộng rò chom bò chế rõ họ đơn vị. Thậu chỉnh lo cho kế ba thiên trình, họ cho bó tha dê giỏ nhon rại bê xịnh, tụa chế cho lù, mua nung kỳ họ bó tha, chỉ lầu có u hô lự. Niềm mò hải sách chuồn đã thả thò chay, chón đông thả khia nử sâu thay lò cho lù cha chi thiết khơ me. Phú bê xịnh thuốc hít phụa thả ô kê, có khùa rau xá đạo bao, dùng tàu chứ dị ly. Chi bê sảnh đợi tụa chế dê giò tụa tò chế tụa tò chanh bò có biết kia muôn tớ thạ tò chài cho kế chài chứ dị siết xá họ đảng thiết tế chờ cho kế chài họ dê giò thiết pháp luật thạ lùn đó bê sảnh nù chùa thiết thạ chanh
kể từ thả tàu cho kế chạy, lọ trò luôn nành hóa bê xanh đợi thủ chịa. Đồng chí Hải á, trên cương vị là đội trưởng trinh sát, giỏi một việc, biết nhiều việc, nên đồng chí có tình yêu với đồng bào rất lớn. Đa số người dân sống... Đồng chí Hải là ít thủ thơ, bỏ trinh sát ta ở lý ít thờ, bóng tàu to chỉ nếu mua cái lưu lòn đó bê xanh hành. Phần tàu bê xanh nhân tạo đồn biến phòng Phú Mỹ chạy nhỏ hai nền chờ, vì lý nói cho cái nó nhỏ bê xanh tà, chỉ dùa mà dụng cho nó chứa xiên thế. Bó tàu xiết xá thi cho kiếm bó xuống họ bê xịnh, bó tàu cho lũ cho hai nền chờ. Bó tàu lì nò có bá đòi dù tàu hậu lự, nửa chế nhon rãi đó bê xịnh, tàu bê xịnh trành thiết luôn, bá đầu thua chương trình mà đôi biết phòng ùa tặng. Tàu bê xịnh bao thiêm lòng của mua nông về. Nhân dân được nắm bắt, truyền đạt một cách rất là thấu hiểu và đạt được cái hiệu quả rất là cao. Thảo chón tu tàu lò so hải tư khi y lưu chế khía lũ khơ me rồi cho phong dư, hải chỉnh ba xa đỡ, thảo mù di cho nình lò khía chay, nình lò thia, bó tàu lì chả cho kế nò nho hó bê xịnh hải nình chờ khơ me đủ chịa, khía cho nọ chứ, dùng dị bó thia, khía tàu ta lũ khơ me, chế cho hậu lữ biết khía pháp luật hóa đồn biên phòng Phú Mỹ, tàu hùng ua tạ tư mùa nông gì. Trong thời qua cái thực hiện cái đề án tuyên truyền pháp luật của bộ đội biên phòng nói chung như là cá nhân của đồng chí Danh Hải. Qua trả đề án xí dò biết thìa, thông tá pháp luật họ bộ đội biên phòng thả đá của Ly, y lãnh đồng chí Danh Hải, họ lưu xí hạ ua tạo chương trình khép pháp luật, dễ tư ua tạo cộng đó xí dò biết sảnh hai nền khơ men tại sụa phú lợi, đồng chí Hải dành tàu xia, xế tạo biết thìa thia ba biết sảnh thả nò. Trên của địa bàn của Phú Lợi trong giai đoạn qua thì đồng chí năng nổ sáng tạo thế thầu khổng hải tua tua chế thía bái chẳng đón thở sau thở hậu lự ua trà dù tủ khanh bóc thở cho kế chài canh cự lầu hoa tua chế khi đón thở trò cho nọ chế thía cho mình nhụa dây giò đòn lại chề cái chùa đá xã đạo dinh lò cạo bóc thở bóc thở pháp luật có tỏ ca đỡ no phỉnh đau giờ chăm bê sảnh plua chỉ lo cạn tàu bị tàu cho nọ chứ hải được biết thiền để bê sảnh chè tiếng thông sự đoàn tàu thọ bao chai lại chè của dân bị đùa nhìn đỡ chỉ mà thọ đàn tụi chè chỉ thọ ua cho cái cái thọ và no chè tụi chế tiếng này lưu mình hánh mua tàu cho tiếng lưu cho nọ chứ hải bê sảnh tư sai hải ly từ bên nọ hội chế có dê dò xuống nguồn nửa ly tụi cứ ly cho hải nhờ tuồng ban tàu cho kế tao tôi đọc bê sảnh. Hải trịnh hai cấp ủy đơn vị muốn tổ chức xa tỷ u lãnh ba có bê tử mình nhuộn trả lý chương trình ba cho mình nhuộn tôi chế cả thông tao giỏ chi ba dòng kế lưu tranh hải tư lãnh tao cho kế lưu hóa xa đạo tao cho nọ trí tốt trọc của thiết lưu ba thua giả có ua tí hậu lự. Thảo ảo có viết cậu chua chế mua tạ hấu thiên rộng tù chịa hải ho rể lệnh cho hậu lự cộng trò đơn vị tu trò thiết về sảnh tí thái ảo kê do tu trò một thơ hấu cho tê kế sĩ giò cá chua chế giò chế nhon rại dây giò kế giò y tu tu nọ chứ biết hè tài lù có ba cho xó ảo chánh pha trò về sảnh. Mô hình xua lũ đồn biên phòng giờ dạ ua chia mua nông kỳ trịnh tranh thờ hóa đồn biên phòng Phú Mỹ nền xá chứ dị ua tạo ở giờ thượng úy Danh Hải. Hải sau chó đón tá tranh o dạ lũ cha chi theo cơ me dụng che mài khía tua thỏ chó dê giỏ chó khư khía đó bê sảnh lồng chó xua thả nó tức cộng phệnh trở ở tỏ tá nó chế dê giỏ chí mua linh tử ua thậu thỏ cho kế trái tí thái cá ở họ gió bầu cử quốc hội hội đồng nhân dân cho cấp nô nền gạo bê lý chi thau lò cộng trò xa ua li nò tương gà cho xó thả thó bầu cử tôi đó biết sảnh lòng. Bản thân tôi lớn lên ở một vùng quê
cú tụ khanh chế lo có tê dê dò chế bó tàu cho dạ chỉ cầu hóa về sinh nhờ chỉ bó non đó chế trải pháp luật chế cú tụ khanh thậu từ cú sĩ dò cả ta cả cho kế trải non đó pháp luật có lo khi đó về sinh bó thôn đó lão bó trải có ba uốn nọ uốn hầu dê dò dòng đua làm kinh tế để giúp kinh tế ở quê hương được phát triển. Nó nọ thượng úy danh Hải thia, tù cứ và thiếu úy danh Thanh Tài, sĩ quan nhọc khúa cả tí học viện biên phòng, ta tạo ủ hậu lượng đã đồn biên phòng trong và trịa giang thành, một hậu kế khứ kế ta. Chế ó cứ ti thi tạo trò là học viện biên phòng, ta lo dê dò ủ hậu lượng, để hành lò ó tù tu, tê lệ lò chùa nịa, linh nịa tước qua. Tiệ sĩ chân chía của mùa nó nọ chế tan chía của mùa thọ u lạc, thở u của vị plua chỉ mua nhia đo mê nhụa nu nò của vị khùa mê nhụa tư lo ba dòng thiết thị khó dê dò cộng tề tua cá ca xiên đủ chịa con đi học nó không có tiền bạc gì hết, con đi đi mình đợi đâu mẹ cha không đưa gì hết trơn. Mẹ tí lùa thậu u một cả sáng gió tá chạy lò lại thú chỉ tàu món nò cú yên lùa nửa cạn đá ta đi học mũi khổ sở cơm gạo không có đâu mà tại nó có cái trí thức nên nó gắng học cho được thành nghề mình cũng mừng con mình vậy. Dạ cô viết cậu chua chỉnh mua tặng tàu đã di dò hấu tàn tho thế chờ lâu sáng đủ chịa ua lụa chúa nhiệt trì hậu nặng đủ chịa nhiệt hậu rót tràn nặng đủ chịa cho kế thậu dê rò ua bông xia dê rò giờ xin thả non nặng đủ chịa răng thành sánh kiên răng đã chạy kinh chỉnh plùa luôn nành về sảnh chạy khứ địa xì lống lò chề giáo mua cho mê nhụa ly thượng úy danh hải nọ chứ biên phòng luôn nô nhù chề chạy lùa địa xì tư bao chia vị dê rò vị về sảnh nặng đủ chịa xì lì nò cho chọn gà cho kế tàn chê trái pháp luật gà kế xó xá cá xia tu trọ bê sẵn y nu yịn tàu mùa lưu nành lý nu nò xá đạo dôn tròn trống mế thia vinh danh hải cứ ly cho hải.